Đây, mặt tiền của đất được 60 mét đi theo cái đường cái hàng tép, gỗ tép này này. Đây. Điện này. Đường 6, xe hơi 7 chỗ vào đến nơi, mình đi xe 7 chỗ này. Chào. Chào cô, có đi qua đất dưới đây. Dạ, không ở dưới đây, cô đi ra này. Đây này, xe hơi 7 chỗ vào đến nơi này. Đến này. Trên đất này, cà phê. Bây giờ mình đi thẳng xuống suối nha. Thắm loài nho nhà mình kìa. Giờ mình đi thẳng xuống suối này. Quá chừng gỗ rồi. Con mày giờ bán cây gỗ cũng đầy tiền nhỉ. Đây, dưới đây là suối, nhóc đang như thế này. Quá trời gỗ luôn. Suối bọc hết đằng sau đất này. Hết luôn, tất cả bọc đằng sau lưng là đều là suối hết. Phần sau này là gỗ, kia là nhà dân ta ở. Đằng sau này là cây gỗ tết. Phải mấy trăm cây gỗ tết. Đằng trước là cà phê. Đường vào hơi xấu một xíu, nhưng mà xe hơi 7 chỗ vào đến nơi, mình đi xe 7 chỗ đó. Em ơi! Suối quanh đất. Thôi đừng có xuống đó em. Xuống làm gì con, nước nó chảy ra là đẹp hả? Nó bị đen đen. Đá nhiều nó đen. Lá rồng á, cái rồng.